they will generate interpreter for us, the James. It's the call, right? Yeah, yes. Okay. Hello, it's the James. How are you? Hello, hello, hello. Bạn có khỏe không, Mục sư James? Yeah, praise the Lord. Cảm ơn Chúa. How many of you are happy that Jesus is in your heart? Có bao nhiêu quý ở trong phòng nhóm này có ai á rất là hạnh phúc khi mà bạn được tin nhận Chúa Giêsu? In the last many weeks, I've been sharing on overcomer. Cái tuần trước thì tôi có chia sẻ cho quý ông bạn James đó một cái chủ đề đó là đắc thắng. I've been talking about the life of some of the people in the Bible, how God used them to overcome. I'm sorry, I can hear you. Can you hear me? Mục sư Tú có nghe rõ mục sư anh Chem nói không ạ? Can you hear me? Nghe rõ em ơi. Chắc tại cái em. Can you hear me? Yeah, I can. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, I can. All right. So I've been talking about how to be overcome. Tôi có nói với ông bạn James đó là làm thế nào để chúng ta có thể đắc thắng. The Lord has spoke to my heart that to share about this overcoming power to the Church of Camel, Thiên An Church. Chúa Thánh Linh ngày hành động trong lòng của tôi nên tôi muốn chia sẻ về chủ đề làm sao để trở nên một người đắc thắng cho anh quý ông bạn chị em tại Hội Thánh Cà Mau. So how many of you want to be an overcomer even if you are the young people? Quý ông bạn chị em là những người trẻ, quý ông bạn chị em, trong quý ông bạn chị em ai là người muốn được đắc thắng? How many of you want to be an overcomer? Bao nhiêu người trong quý ông bạn chị em muốn trở nên một người đắc thắng? And God has a plan for your life. Và Chúa ngài có một chương trình cho quý ông bạn chị em. His plan is to bless you and not to hurt you. Và chương trình đó là ngài muốn ban phước, ban sự tốt lành cho quý ông bà anh chị em chứ không hề làm hại quý ông bà anh chị em. As I move around, minister to people, many young people they are so hungry for the Lord. Và tôi thấy được trong dòng quý ông bà anh chị em có rất là nhiều người trẻ đang đói khát Đức Chúa Trời. And I want to say to you tonight is arise, shine in Isaiah chapter 60. Verse 1 to verse 2. Can you please read for me? Today I not interpreter for you. Tối nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bạn cho em với một chủ đề có nghĩa là hãy đứng ở cái khả năng đọc Isaiah 60 verse 1 and 2. Kinh Thánh ở trong Esai chapter. I can't hear you. Yes, I can, but 60 câu 1 câu 2. 60 câu 1 câu 2. Cảm ơn thầy. Isaiah 60 verse 1 to 2. Can you please read in Vietnamese? Tôi muốn chia sẻ với bạn chị em ở trong chủ đề nè, hãy dấy lên và sáng lè ra. Kinh Thánh ở trong sách Esai đoạn 60 câu 1 và câu số 2. Hãy dấy lên và sáng lè ra, vì sự sáng ngươi đã đến, vì vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân,
Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. The Bible says, arise and shine, for the Lord, for the light is come, and the glory of the Lord is upon you. À, và Kinh Thánh chép cho chúng ta thấy là hãy dấy lên và sáng liền ra vì sự sáng các ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên các ngươi. Lam ơi, đến giờ thờ phượng Chúa rồi. I'm sorry, Pastor James. This time we worship God, not yet share the word of God. Okay. Sorry. Yeah, I thought you are okay. Sorry. Rồi mời các bạn trẻ rồi Phượng đi ạ. Chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng cầu nguyện. Mời mọi người đến với Chúa trong sự thờ phượng. Sẽ hết đêm mai. Đêm mai. Chúng ta đã biện trình chúng ta ra nhận.
Mời chú Thúy Linh cầu nguyện. Xin các bạn hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con lớn tiếng ngợi khen Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn yêu chúng con, Ngài gìn giữ chúng con, Ngài luôn ở cùng ở với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời, thì giờ này con cầu nguyện, xin quý Chúa Giêsu Ngài bao phủ trên phòng giam của chúng con, bao phủ trong phòng giam này. Trời, xin quý Chúa Giêsu Ngài bao phủ hết thảy chúng con. Trời, thì giờ này con cầu nguyện, xin Chúa Ngài cho chúng con được hiệp với nhau và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự thờ phượng của chúng con, Ngài đẹp lòng. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên chúng con. Và thì giờ này chúng con cũng đốt kinh thánh và nghe lời của Ngài. Xin Chúa Ngài xuất dầu ban ơn trên lời của Ngài buổi tối hôm nay. Xin Chúa Ngài xuất dầu ở trên mục sư Giêm Tân để rồi ông có lời Chúa cho tất cả các bạn thanh niên, cho chúng con mở mắt, mở lòng, mở tâm trí chúng con ra để rồi chúng con đón nhận lời của Chúa, để rồi cho chúng con làm theo và áp dụng trên đời sống của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài cũng sức giàu trên ông mục sư Tú để rồi ông chuyển ngữ cho chúng con nghe và gõ và trong lời của Ngài nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ở cùng hết thảy chúng con. Nhân danh Chúa Suri, con chúc phước trên danh Ngài buổi tối hôm nay. Và Chúa ơi, chúng con nói rằng chúng con yêu Ngài. Chúng con hết lòng ngợi khen Chúa. Và chúng con hiệp ý với nhau trong sự thờ phượng chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, mời mục sư chia sẻ lời Chúa. Pastor Tú, can you hear me? Can you interview her for Pastor Jim about Được. Để bật cái camera ra. À, mà cũng không bật được. Ok. Một tiếng nha. Yep. Hallelujah. Hallelujah. Hello, Pastor Jim. Chị Esther tới rồi kìa, Lam ơi. Yeah, em mời chị Esther. I'm sorry, I'm late. We have another meeting and I just finished that meeting. I'm sorry. Lam giới thiệu chị Esther để làm. This is your time, Mr. Chim and Este. Can you hear me? Yes. Yes, I can hear you. Okay.
So can I stop sharing now? What is next? Pardon? I start sharing. Yes, now is your time. Now is your time to share. This is my fourth Zoom meeting today. Đây là buổi nhóm trên Zoom lần thứ tư của tôi trong ngày hôm nay. So it is a very busy day. Nên ngày hôm nay thật sự là một ngày rất bận rộn. After this, I will have another Zoom with an American speaker. Sau cái thời giờ này tôi lại sẽ có một cái vòng nhóm Zoom khác nữa. You know, today Esther, you're so busy as well. Ngày hôm nay Esther cũng có vẻ rất là bận rộn. It's okay, better to be late than never. Chẳng thà trễ vẫn còn hơn là không bị thấy mặt. So we want to find you for one glass of Vietnamese coffee. Chúng tôi muốn mời bạn một cái ly cà phê. Praise the Lord. Anyway, he's a joke. Yeah, he's a joke. And I want to talk to you today about Isaiah chapter 60, verse 1 to 2. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về Isaiah đoạn 60 từ câu 1 cho tới câu 2. And I want to bring this prophetic message to you tonight. Và tôi muốn đem một cái sứ điệp tiên tri đến cho các anh chị em vào buổi tối ngày hôm nay. That you young people arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. Đó là hãy dấy lên và sáng rạng ra ở những bạn trẻ, vì sự sáng của Ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên người. Can you say amen to that? Các bạn có thể nói amen với điều đó được không ạ? You know, yes, verse amen. 2. Verse 2 you say, "Behold, the darkness shall cover the earth." Esther, can you please read to them in Vietnamese? Yes, yeah, sure. Verse 1 and 2. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên người, vinh quang Ngài tỏ rạng trên người. I'm saying the glory of the Lord shall rise upon you. Tôi đang nói rằng vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ tỏa rạng trên các anh chị em. And his glory shall be seen upon thee. Và sự vinh quang của Ngài sẽ được nhìn thấy ở trên các anh chị em. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. But we young people, we must be sensitive to the Lord. Nhưng chúng ta là những người trẻ, chúng ta cần phải nhạy bén với Đức Chúa Trời. Many of you are at the crossroads. You are facing with your future. Có rất nhiều người trong số các bạn, có rất nhiều người trong số các bạn đang đối diện với tương lai của chính mình. Am I saying it correctly? Tôi có đang nói đúng không ạ? Because it is at this time you have to make decisions. Bởi vì đây là thời điểm mà các bạn phải đưa ra những quyết định. A decisions to your future, to your work. Quyết định cho tương lai của các bạn, quyết định cho công việc của các bạn. A decision which way to go. Rồi quyết định là mình phải đi đến nơi nào. Some of you feel the Lord has called you to go into full-time ministries. Có một vài người trong số các bạn cảm biết rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn vào trong chức vụ trọn thời gian. You are not sure which way you should be taking.
Và bạn cũng không biết rõ, bạn không biết một cách chắc chắn rằng con đường nào mà mình phải đi. Some of you want to study to go to university. Có một vài người trong các bạn thì muốn học tiếp để lên đại học. So you don't know what should you be studying, either what course you should be taking. Rồi các bạn cũng không biết là mình phải học cái gì hoặc là mình phải chọn lấy cái ngành nghề nào để học. Some of you is looking for a job. Một vài người trong số các bạn thì đang tìm kiếm công việc. You are looking for a good job so that you can support the family and yourself. Rồi, các bạn đang tìm kiếm một công việc tốt để có thể hỗ trợ cho gia đình của mình và cũng phục cho chính bản thân của mình nữa. And some of you want to make money to give it to your parents. Rồi một vài người trong số các bạn muốn có tiền để mà phụ giúp cho cha mẹ của mình. And there's so many thinking that come to your mind. Rồi có rất nhiều điều đến lên trong tâm trí của các bạn. And there's young people who are not sure which way to take. Và với là một người trẻ thì không biết là phải chọn lựa chọn những cái điều nào. You say, Brother James, how you know? Rồi các bạn có thể hỏi là, thầy James làm sao mà thầy biết? Because I went through that. Bởi vì tôi cũng đã đi qua những cái chuỗi ngày đó rồi. There are so many things in my mind. Có rất nhiều điều diễn ra ở trong tâm trí của tôi. I want to serve the Lord. Tôi muốn phục vụ Chúa. But I'm concerned cannot make money. Nhưng mà tôi còn suy tính là nếu mà tôi học việc Chúa thì tôi không kiếm tiền được. I want to study to be a doctor. Tôi muốn học để trở thành một bác sĩ. Right. I'm not sure whether is that what God wants me to do. Nhưng mà tôi cũng không biết rõ, không biết chắc rằng đó có phải là điều mà Chúa muốn tôi làm hay không. I don't have people to talk to when I was young. Khi tôi còn trẻ thì tôi chẳng có ai để mà tôi có thể trò chuyện hay là tâm sự cùng. And I was very confused. Và lúc đó thì tôi bối rối vô cùng. You know, I was born in a Presbyterian church. Pardon? I was born in the conservative church, in the very conventional church. À, tôi đã được sinh ra, được lớn lên ở trong một cái hội thánh rất là cổ hủ. And so I was struggling all the way in my life. Vì vậy nên trong suốt cả cuộc đời của tôi đã phải tranh chiến rất nhiều. And I got a bit depressed. Và tôi cũng có bị áp lực. And I say, Lord, if this is my life, I better don't live. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu đây là cuộc đời của con thì chẳng thà tôi con không sống nữa. At the age of 17, God has called me to go into full time. Và rồi Chúa kêu gọi tôi rằng tôi phải đi vào chức vụ trọn thời gian. But I ran and ran away. Nhưng mà tôi chạy trốn khỏi điều đó. Because I saw my grandfather as a pastor how he suffered. Bởi vì tôi nhìn thấy ông của tôi là một mục sư, ông đã phải chịu khốn đốn nó như thế nào. My grandfather is from China, came to Malaysia. Ông của tôi là đến từ Trung Quốc đi đến Malaysia. He was a pastor. Ông là một mục sư. He was very poor at that time. Và ở thời điểm đó thì ông rất nghèo. No money. Chẳng có tiền bạc gì cả. But God bless all his children. Nhưng Chúa chúc phước cho con cháu hậu tự của ông. Because of what my grandfather has sacrificed for the Lord. Bởi vì những điều mà ông của tôi đã hy sinh cho Đức Chúa Trời. So today, I don't know what is troubling you. Ngày hôm nay tôi không biết điều gì đang khiến các bạn tranh chiến. I want to say to you, the fall arise and shine, for the light is come. And the glory of the Lord upon you. Nhưng mà tôi có điều muốn nói rằng,
Hãy dấy lên và sáng loè ra, vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. And this is what God wants us to do, to walk with Him. Và đây chính là điều mà Chúa muốn chúng ta làm, đó là chúng ta cùng bước đi với Ngài. There are always some parameters or some requirement before you experience God's intervention in your life. Sẽ luôn luôn có những yêu cầu trước khi các bạn có thể khám phá ra được những điều mà Chúa làm trong cuộc đời của các bạn. And start with our heart. Và bắt đầu với tấm lòng của chúng ta. I would like to read a portion of scripture in Colossians chapter 1, verse 12 to 14. Tôi muốn mời các bạn mở ra trong Colossae đoạn 1 câu 14. Colossians chapter 1 verse 12 to 14. 12 to 14. Yeah. Colossae đoạn 1 từ câu 12 cho đến câu số 14 tôi xin phép được đọc. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. The first thing to experience the glory of the Lord is repentance. Điều đầu tiên để chúng ta có thể kinh nghiệm vinh quang của Đức Giê-hô-va đó là sự ăn năn. That's why just how we read, we say give joyful thanks to our Father. Cũng giống như điều mà chúng ta vừa mới đọc đó là hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Because He has qualified you and me to share the inheritance of His holy people in the kingdom of light. Thì Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. The verse 14 says, He has rescued us. Trong câu 13 thì nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta. From the dominion of darkness. Khỏi quyền của sự tối tăm. And brought us into the kingdom of the Son. No. Và làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. And we say in verse 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Và ở trong câu 14 nói rằng trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. I believe that all of you in this room have already been saved. Pardon, can you repeat again? I believe all of you in the room now have been saved. Tôi tin cậy rằng tất cả các bạn đang có mặt ở trong phòng xương này đều đã được cứu. I hear a lot of interference of the world. Very noisy. And you hear a lot? Tôi nghe có rất là nhiều tiếng ồn. I think it's from my side. Không biết là các bạn có nghe có bị ồn không ạ? Có. Ở cái mic của chị ST. Cái mic của chị bị ồn. Make sure everybody off their speaker. I think it's from me. Can you please wait a bit? So, Apostle Paul says the five benefits that God wants to give
to all believers. Apostle Paul. Apostle Paul. Yes. Say five things that God wants to give to believers. Và sứ đồ Phaolô nói ra năm điều mà Chúa muốn ban cho những người tin vào. I'm going very slow, sorry, so that you can catch up what I want to say. The first thing. Điều thứ nhất. Jesus makes us qualified to share his inheritance. Chúa Giêsu khiến cho chúng ta có thể dự phần, khiến cho chúng ta xứng đáng để dự phần cơ nghiệp của Ngài. This is also recorded, I just read to you, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ở trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 21. When he said, God make him who had no sin to be a sin for us. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. That we might become the righteousness of God. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. So if you want the light of the Lord to shine on you, the first thing you have to live as your life. Và điều đầu tiên, nếu các anh chị em muốn sự sáng của Chúa được bày tỏ trên các anh chị em, điều đầu tiên đó là các anh chị em phải sống một đời sống thánh khiết. The second point, he says, Jesus rescued us from Satan's dominion of darkness and make us his children. Và điều thứ hai đó là Satan excuse me, could you please repeat again? I couldn't hear he you. He rescued us from Satan's dominion of darkness and make us his children. Và Ngài giải cứu chúng ta khỏi sự cai trị của Satan và khiến cho chúng ta được trở nên con cái của Ngài. And God has disarmed the power and authority of Satan. Excuse me, can you please repeat again? God has taken away the power of darkness. Và Chúa Ngài đã lấy đi quyền lực của sự tối tăm. And he give us the power to be victorious, to be victorious. Và ban cho chúng ta quyền năng để chúng ta có thể sống một đời sống vinh hiển. The third thing. Và điều thứ ba. He brought us into his eternal kingdom. Ngài đem chúng ta đến vào vương quốc đời đời của Ngài. And all of us are having Jesus in our heart, we enter into his kingdom. Và với mỗi chúng ta khi chúng ta có Chúa Giêsu ở trong tấm lòng của chúng ta, nghĩa là chúng ta đã bước vào vương quốc của Ngài. So in Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Ở trong Ephesos đoạn 1 từ câu 5 cho tới câu 6. Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Ephesos đoạn 1 câu 5 và câu 6. Can you please read it? Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. So he make us his children. Và Ngài khiến cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. And verse 6 says, to the praise of the glory of his grace. Ở trong câu 6 nói rằng, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. So he makes us accepted in
be beloved, we are accepted by Jesus. Và Ngài khiến cho chúng ta được chấp nhận bởi tình yêu thương của Ngài, được chấp nhận bởi Chúa Giêsu. Today, if you are still not sure of your salvation, nếu ngay ngày hôm nay đây mà các bạn vẫn chưa chắc chắn về sự cứu chuộc của mình, I want to tell you Jesus died for you and adopted us to be his children. Thì tôi muốn nói điều này cho các bạn biết rằng Chúa Giêsu Ngài đã chết cho các bạn và Ngài đã tiếp nhận các bạn, nhận các bạn làm con nuôi. The fourth point is thứ tư. Jesus redeemed us. Chúa Giêsu Ngài đã chuộc mua chúng ta. Bought our freedom from sin and judgment. He saved us. Ngài đã cứu chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự cáo buộc. Ngài đã khiến cho chúng ta được tự do. You ask me how he saved us. Bạn có thể hỏi tôi rằng Ngài làm sao Ngài có thể cứu tôi được? Let us look at Hebrews chapter 9 verse 12. Chúng ta hãy cùng mở ra trong Hebrews đoạn 9 câu 12. Hebrews chapter 9 verse 12. Hebrews đoạn 9 câu 12. Shall I read it? Yeah, please read. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. So we are saved by the blood of Jesus. Vậy các bạn được cứu chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. We are called sons and daughters. Chúng ta được gọi là những con trai, con gái của Ngài. That is why just now we read the first Isaiah chapter 60 verse 1 to 2. It says the glory of the Lord is upon you. Đó là lý do tại sao mà lúc nãy chúng ta có đọc trong Esai đoạn 60 câu 1 câu 2 nói rằng vinh quang của Đức Giê-hô-va ở trên ngươi. Number 5 I want to say to you. Và cái điểm thứ 5 mà tôi muốn nói với các bạn. God will keep all our sins. Chúa Ngài sẽ chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. We thank God for we have been accepted in Christ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta được tiếp nhận vào trong Đấng Christ. Because we are redeemed by Jesus' blood. Bởi vì chúng ta đã được mua chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu. According to His grace, not our work. Và bởi vì ân điển của Ngài chứ không phải bởi công việc làm của chúng ta. You know, I got so many things to share with you, but I know tomorrow is Sunday. You got a hectic day. I'm going to make it very brief. Tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà bởi vì ngày mai là ngày Chủ nhật và chúng ta sẽ có một ngày rất là bận rộn vào ngày Chủ nhật. So you say, oh, the light is shining upon me. Does it mean that everything is good? Thì vậy thì bạn có thể hỏi, ồ, nếu vậy thì khi mà nói là sự sáng của Chúa ở trên tôi thì nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp hết đúng không? Does it mean that everything I ask, God will give it to me? Rồi mọi điều mà tôi cầu xin Chúa thì Chúa cũng đều sẽ ban cho tôi đúng chứ? You know, sometimes it's wonderful when you ask for a computer, God will give you a new computer. Có đôi khi bạn xin Chúa một cái máy tính mới, không có nghĩa là Chúa sẽ cho các bạn một cái máy tính mới. Some of you are asking for boyfriend or girlfriend, you're still waiting. Có người trong số các bạn thì xin có một người bạn trai, một người bạn gái nào đó, thì là cho tới bây giờ các bạn vẫn đang chờ đợi. And you are looking for a boyfriend. Nếu như các bạn đang trông đợi, đang tìm kiếm một anh bạn trai. And if you are looking for a girlfriend. Hay là nếu như các bạn đang tìm kiếm một cô bạn gái nào đó. Make sure you ask God for a godly person. Hãy đảm bảo rằng các bạn đang cầu xin Chúa, cầu xin một người đẹp lòng Chúa. And some I come across people says, well, it's okay, I married an unbeliever, they will change with me, they will follow me.
các bạn hãy đảm bảo là mình cầu xin một người kính sợ Chúa. Có đôi khi thì mình nói là thôi thì mình cứ 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 cưới một cái người chưa tin đi, mình cứ để người ta theo mình cũng được. So you need God's grace. Vì vậy nên các bạn cần phải có ân điển của Chúa. As young people must learn to trust the Lord. Những người với tư cách là những người còn người trẻ, những người thanh niên hãy học cách để mà vâng phục Chúa. You know, many people say, God, I trust you, but I want my ways. Hãy học cách để mà tin cậy Chúa. Có nhiều người thì nói rằng, Chúa ơi, con tin cậy Ngài, nhưng mà con thích làm cái God, con. Some people say, God, I love you, but let me have my way. Có nhiều người thì nói, Chúa ơi, con yêu Ngài lắm, nhưng mà thôi thì cứ để con đi theo ý của con đi. That's why if you want the glory of the Lord to manifest in your life, you have to fear the Lord. Vì vậy nếu các bạn muốn sự sáng của Chúa được bày tỏ ra trên đời sống của các bạn thì các bạn cần phải kính sợ Đức Giê-hô-va. The Holy Spirit is a gentleman. He does not force you. Đức Thánh Linh Ngài là một đấng rất là lịch sự, Ngài không hề bắt ép, bắt buộc một ai cả. So when the Holy Spirit is speaking to you, do not quench the Holy Spirit. Vì vậy khi mà Đức Thánh Linh đang trò chuyện cùng với các bạn thì các bạn chớ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. And young people, sometimes we got a challenge, especially if your parents they are not believers. Và đối với các bạn là những người thanh niên, những người còn trẻ tuổi thì có rất là nhiều những thách thức, đặc biệt là khi cha mẹ của các bạn không phải là người tin Chúa. I come across many young people, the parents don't like them to go to church. Và tôi có gặp rất là nhiều những bạn thanh thiếu niên thì có rất nhiều người cha mẹ không muốn các bạn đi đến hội thánh. When they found out their children go to church, they will beat them, they will cane them. Khi mà biết rằng các bạn này đi đến hội thánh, đi đến nhà thờ thì cha mẹ ngay lập tức đánh đập các bạn. Some are chased out from the house. Rồi có một vài bạn thì bị đuổi ra khỏi nhà. Because the Buddhists, they are very particular about praying to the ancestors. Bởi vì những người Phật giáo thì họ rất là nghiêm khắc trong việc cầu nguyện, cầu khấn với lại ông bà tổ tiên của mình. So what must you do? What must I do? Vậy thì những người bạn này họ phải làm như thế nào đây? Listen to my parents not going to church or listen to God must go to church. Vậy thì tôi phải làm như thế nào? Tôi phải nghe theo cha mẹ của tôi không đi nhà thờ nữa, hay là tôi vâng theo lời Chúa và vẫn tiếp tục đi đến nhà thờ? So by we praise God now from Zoom, you can stay at home and you can worship the Lord. Hồi vậy bây giờ thì may mắn thôi. Bây giờ ở phòng, tại vì có phòng Zoom nên mình cứ ở nhà mà mình thờ phượng Chúa thôi. Tomorrow my grace, my church here will have meeting, physical meeting. Hội thánh của tôi ở tại đây sẽ có buổi nhóm mà mọi người gặp mặt trực tiếp với nhau. After many months of going online, tomorrow we are going back to the church to meet. Sau rất là nhiều tháng chúng tôi nhóm online, nhóm trực tuyến thì bây giờ chúng tôi đã có cơ hội để gặp mặt nhau một cách trực tiếp. God has pulled us out from the church and stay at home that we can study his words. God has pulled us out from the church, make us stay at home so that we can study the Bible. Bởi vì Chúa Ngài đã kéo chúng tôi ra khỏi hội thánh và Ngài để chúng tôi ở tại nhà để rồi chúng tôi có thể học được lời của Ngài. We have having lockdown for almost 2 years. Chúng tôi đã ở trong cái bị giãn cách thời kỳ đóng cửa như vậy trong gần 2 năm rồi. But I believe to many of you this is a time you grow spiritually. Nhưng tôi tin cậy rằng đây
cho rất nhiều người trong số các bạn ở tại đây. Đây là thời điểm để rồi các bạn có thể tăng trưởng. Even you as an interpreter, as you interpret the message, the Holy Spirit also anoint you. Amen. Và với tư cách là một người thông dịch, thì khi mà bạn là người thông dịch, thì chính Chúa Thánh Linh cũng sẽ xích dầu ở trên bạn nữa. You look at Pastor Tu. Pastor Tu. Các bạn có thể nhìn trên mục sư Tú. Mục sư Tú. Cái thánh hữu vị. He is such a great interpreter. Mục sư là một người thông dịch rất là tuyệt vời. And he has got a very beautiful daughter, Elizabeth. Và có một đứa con gái rất là xinh xắn tên là Elizabeth. Wonderful family. Thật là một gia đình tuyệt vời. I prophesy over him, God is going to use him mightily. Tôi có lời tiên tri cho ông nói rằng là Chúa Ngài sẽ sử dụng ông một cách đầy quyền năng. God is going to give him some big international connection. Và Chúa sẽ ban cho ông có những cái sự kết nối, những sự liên lạc. In next five years to come, the Pastor Tu, he is going to do much bigger thing than now. Và trong vòng 5 năm sắp tới nữa, nhờ những cái sự kết nối liên lạc ở mức quốc tế như vậy, thì Mục sư Tú sẽ làm những điều lớn lao hơn so với thời điểm bây giờ rất nhiều. As he grow, his anointing grow, this anointing is passing to the student. Và khi mà Mục sư Tú càng tăng trưởng lên thì sự sức giàu càng tăng lên và sự sức giàu đó sẽ được đổ xuống trên những học trò, trên những người học trò của Mục sư Tú nữa. In years to come, you will see many young people who is able to interpret well. Amen. Trong những năm sắp tới nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều những người trẻ là những người họ có thể thông dịch một cách rất là tốt. God always start with the men. Chúa Ngài luôn bắt đầu với những người nam. Ask yourself, are we the men? Ask ourselves, are we the men that can bring changes? Chúa luôn bắt đầu với những con người. Hãy hỏi bản thân của chúng ta rằng chúng ta có phải là người mà Chúa sẽ dùng để đem đến những sự thay đổi hay là không? Ask yourself, am I the woman God can use greatly? Xin lỗi các bạn, Chúa bắt đầu với những người nam. Các bạn nam hãy tự hỏi bản thân mình, tôi có phải là người sẽ đem đến sự thay đổi hay không? Và cả những bạn nữ hãy tự hỏi bản thân của mình cũng một câu tương tự như vậy. So, in Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 5 cho tới câu 6. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 và câu 6. Trust in the Lord with all your heart. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. And lean not unto your own understanding. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. In all your ways acknowledge him. Phàm trong các việc làm của con. And he shall direct your ways. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. So you want to experience the glory of God, trust in the Lord. Nếu các bạn muốn kinh nghiệm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên các bạn, thì hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời. And so in Psalms 119 verse 9, trong Thi Thiên 119 câu số 9, verse 9, right? Verse 9, yes. Shall I read it?
experience, please. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. He says that how can a young man and young woman plan his way? Vậy thì bạn có thể tự hỏi rằng làm sao mà một người nam hay là một người nữ có thể sống một đời sống trong sạch được? By taking heed according to thy word. Đó là chúng ta hãy chúng ta hãy bền lòng của chúng ta ở trong lời của Ngài. You know, many people nowadays, they always looking for signs and wonders. Có rất là nhiều người trong số trong rất là nhiều người ngày hôm nay, người ta tìm kiếm những dấu kỳ và phép lạ. We got people says fire impartation, fire, 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 just impart the fire blind. Có rất nhiều người ta muốn là hãy nhận lãnh lấy lửa. Do you think our life was suddenly changed just because people pray for fire? Các bạn có nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta, đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi chỉ bởi vì có một người nào đó cầu nguyện để chúng ta có lửa, được nhận lãnh lửa không? And I have been following up in the healing ministry for many years. I'm moving the healing ministry for many years. Tôi đã đồng hành với chức vụ chữa lành trong rất nhiều năm. And I realized the most important thing in our life is the transformation of life. Và tôi nhận ra một điều rất quan trọng trong đời sống của cái điều quan trọng nhất trong đời sống của chúng ta, đó là sự biến đổi cuộc đời, sự biến đổi đời sống của mỗi con người. We have to take time to read and meditate the words of God. Chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta có thể đọc lời của Chúa và suy ngẫm lời của Ngài. And when you are so equipped with the words of God, you will change the way you think, the way you behave. Và khi tấm lòng và khi tâm hồn của các bạn được trang bị bởi lời của Ngài, thì nó sẽ thay đổi cái đường lối của các bạn. So I encourage all of you take time to study the words of God. Vì vậy tôi khích lệ tất cả các bạn hãy dành thời gian để học hỏi lời của Ngài. And I praise the Lord, all of you are so hungry for the Lord. Và tôi ngợi khen Chúa bởi vì tất cả các bạn đều thật là khao khát lời của Ngài. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. So if you have sanctified ourselves and we are ready for the Lord to use us. Nếu chúng ta làm nên thánh con người của chúng ta, thì chúng ta và chúng ta sẵn lòng để được Chúa Ngài sử dụng. In the book of Joel chapter 2 verse 28. Trong sách Joel trong sách Joel đoạn 2 câu 28. If you find it, can you please read? Joel chapter 2 verse 28, right? Chapter 2 verse 28. Yeah. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem thử sự hiện thấy. Are you ready for the Holy Spirit to pour down on you? Các bạn có mong chờ Đức Thánh Linh Ngài tuôn đổ trên các bạn không? First, recognize you are saved by the blood of Jesus. Điều đầu tiên các bạn hãy nhận biết rằng các bạn được cứu chuộc bởi dòng huyết của Chúa Giêsu. We are sons and daughter of Jesus Christ. Chúng ta là con trai, con gái của Chúa Giêsu Christ. We have been redeemed, accepted by Jesus. Chúng ta đã được mua chuộc và chúng ta đã được chấp nhận bởi chính Chúa Giêsu. You have to recognize He forgives all your sins.
Các bạn cũng phải nhận biết rằng chính Chúa Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của các bạn. And so you ask me, Brother James, after I accept the Lord, I sin again. How? Vậy thì các bạn có thể hỏi là, ồ, thầy James ơi, khi mà tôi tin Chúa rồi, tôi lại vẫn cứ phạm tội nữa. Bây giờ phải làm sao? Do you think he can forgive me again? Thầy có nghĩ là Ngài có thể tha thứ cho tội lỗi mà tôi đã phạm nữa không? If you come back to the Lord, if you are sincere, Jesus will still forgive you. Nếu như các bạn đến trước mặt Đức Chúa Trời một cách chân thật, một cách thành thật và Ngài xin thử tha thứ từ nơi Ngài, thì Ngài sẽ sẵn lòng để tha thứ cho các bạn. One of the things I want to tell young people is be careful what you do in internet. Có một điều mà tôi muốn nói với các bạn trẻ là những bạn trẻ đó là các bạn hãy cẩn thận với những điều mà các bạn làm ở trên internet. There are certain things you shouldn't enter. Có những cái các bạn không nên nhấn cái nút enter vào. The devil will use this website to connect you with him. Bởi vì ma quỷ nó sẽ dùng những cái website này để khiến các bạn có một cái sự kết nối với nó. If you have been looking at pornography, please get out of it. Nếu như các bạn đang có xem phim khiêu dâm, thì làm ơn hãy thoát ra khỏi điều đó. Because the devil has used this to sabotage many believers. Bởi vì ma quỷ đã dùng chính điều này để kìm hãm rất là nhiều những người tin Chúa. They are successful minister of God. Họ là những người đã làm chức vụ rất là thành công ở trong Chúa. Who have committed sin because of pornography. Nhưng mà đã phạm tội chỉ bởi vì xem những phim ảnh khiêu dâm đồi trụy. Because the enemy uses it to corrupt their mind and without them knowing, they begin to think to activate their sinful nature. Bởi vì lúc ban đầu nó dùng những điều đó tấn công vào trong tâm trí của chúng ta, và rồi khi mà dường như chúng ta không biết nữa, giống như chúng ta không làm hành động một cách không nhận thức, và chúng ta bắt đầu làm những cái việc đó ra. So we have to guard ourselves. Vì vậy chúng ta cần phải canh giữ chính bản thân của chúng ta. So that people will not despise our youth. Để rồi những người ta sẽ không có cớ để mà người ta nói về người ta coi thường những người trẻ tuổi. In 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ở trong Timothy nhất đoạn 1 câu số 12 đoạn 4 câu số 12. In 1 Timothy chapter 4 verse 12. Trong Timothy nhất đoạn 4 câu số 12. Please read it, my sister. Yes. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. So let no man despise we are young. Chớ để cho bất kỳ người nào khinh chúng ta bởi vì cớ chúng ta là người trẻ tuổi. By be the example of the believers. Nhưng phải trở nên một người làm gương cho các tín đồ. In your words, what you talk. Trong lời nói của chúng ta, mọi điều mà chúng ta nói. In our conversations. Trong những cái cuộc đối thoại của chúng ta. In charity. In spirit. Trong đức tin. In faith. Trong đức tin, trong sự yêu thương. In purity. Trong sự tinh sạch. In Matthew chapter 5, he says, blessed is the one who is pure in heart. Ở trong Matthew đoạn 5 thì có nói rằng phước cho kẻ nào có lòng trong sạch. They will see God. Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Ngợi khen Chúa. I want to close this sharing with 1 Peter chapter 2 verse 9. Tôi muốn kết thúc cùng với Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu số 9. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Bible says that we are chosen generations. Trong Kinh Thánh nói rằng các bạn là dòng giống thánh đã được lựa chọn. You know, we are supposed to declare the goodness of God. Pardon? We are glad to tell people the goodness of God. Chúng ta cần phải công bố cho những người khác biết về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Because the Holy Spirit is in your heart. Bởi vì có Đức Thánh Linh Ngài ở trong lòng của các bạn. We are saved by the blood. Chúng ta được cứu chuộc bởi dòng huyết của Ngài. You are His sons and daughters. Các bạn là con trai, con gái của Ngài. Hallelujah, arise and shine for the glory of the Lord is upon you. Hallelujah, hãy gáy lên và sáng loè ra bởi vì có sự sáng của Ngài đã ở trên các bạn. Are you happy? Các bạn có vui mừng không ạ? I know that as the words which we share with you, it stir up your spirit. Và cái điều nó sẽ ở trong lòng, nó sẽ khuấy động tâm linh của các bạn lên. Praise the Lord. Ngợi khen Đức Chúa Trời. How much time I have now? How much time I have? Không biết là tôi có bao nhiêu được thời gian bao nhiêu lâu ạ? Cứ tiếp tục đi chị, có thể đến 9 giờ rưỡi luôn chị. You can continue until 9:30. Right. I will stop here sharing. But I just want to pray. I need to ask the Holy Spirit anoint you, every one of you tonight. Tôi sẽ dừng việc chia sẻ ở tại đây, nhưng mà tôi muốn cầu nguyện để rồi Đức Thánh Linh Ngài sức dầu trên các bạn, từng mỗi một người trong các bạn buổi tối ngày hôm nay. That you not only hear the words of God. Để rồi các bạn không chỉ nghe lời của Chúa mà thôi. But you will do the work of God. Nhưng mà các bạn cũng sẽ làm công tác của Đức Chúa Trời. And this young generation will rise up as an army for Jesus. Và rồi thế hệ trẻ này sẽ là một thế hệ dược dấy lên giống như một đội quân cho Chúa Giêsu. Commit your desire to Him, God will guide you. Hãy dâng trình mọi sự khao khát của các bạn lên cho Ngài, thì chính Ngài sẽ dẫn dắt các bạn. Wait upon the Lord and He will direct the path. Hãy trông đợi nơi Đức Giê-hô-va, thì chính Ngài sẽ chỉ dẫn, Ngài sẽ hướng dẫn đường lối của các bạn. I'm speaking to you through my experience. Tôi đang nói cùng với các bạn qua những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. I was a very stubborn young man. Tôi đã từng là một chàng trai trẻ cứng đầu. I was a very proud young man those days. Tôi cũng là một chàng trai trẻ đã từng rất kiêu ngạo. But God had changed me. Nhưng chính Chúa Ngài đã thay đổi tôi. God can change you also. Thì chính Chúa Ngài cũng sẽ thay đổi các bạn nữa. I can only say that we have a wonderful Father. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta có một Chúa Cha thật là tuyệt vời. Chúa tốt lành. Chúa Ngài tốt lành, Chúa tốt lành. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let us just commit this time to the Lord. Chúng ta hãy dâng trình thời giờ này lên cho Chúa. I'm going to just focus on the Lord Jesus. Just close our eyes and focus on the Lord Jesus. Chúng ta hãy cứ nhắm mắt của chúng ta lại về
đến trước mặt God Chúa. Has a good plan for all these beautiful young people. Amen. Chúa Ngài có những chương trình tốt lành đến trên những con người trẻ tuổi này. He has a good plan for you. Ngài có một kế hoạch thật tốt lành. Walk closely with him. Hãy bước đi một cách kề cận với Ngài. If you are looking for a job, commit that to the Lord. Nếu các bạn đang tìm kiếm một công việc thì hãy dâng trình điều đó lên cho Chúa. Let us pray. Hãy chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Let us all pray. Chúng ta hãy tất cả hãy cùng cầu nguyện. Father, we bless you this day. Chúa ơi, chúng con chúc phúc. Thank you for your glory and the light is upon these people. Chúng con chúc phúc những bạn ở tại đây. Chúng con cảm tạ Chúa bởi vì vinh hiển, vinh quang của Ngài đang ở trên những người bạn trẻ này. Tonight I pray that Holy Spirit will visit every one of them. Buổi tối ngày hôm nay đây, con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh Ngài sẽ thăm viếng từng mỗi một người bạn trẻ ở tại đây. They will have a new encounter with you. Họ sẽ có một sự gặp gỡ tươi mới với Ngài. In your family, trong gia đình của họ, in your job, trong công việc của họ, in your studies, trong công việc học của họ, in your ministries, trong chức vụ của họ, even looking for life partners, hoặc là trong việc tìm kiếm người bạn đời, người phối ngẫu của họ. I pray in Jesus' name, bless them, Lord. Con cầu nguyện để rồi Chúa Giêsu ơi, chính Ngài Ngài chúc phước cho họ. With goodness, sự tốt lành của Ngài. With grace, sự ân điển của Ngài. With favor, cùng với ơn thương, ơn lành của Ngài. Lord, touch them in Jesus' name. Chúa ơi, xin Ngài động chạm đến họ trong danh của Chúa Giêsu. And as they wait upon you, và đang khi họ trông đợi nơi Ngài, give them new strength. Xin ban cho họ một sức lực mới. Give them joy of the Lord. Xin ban cho họ sự vui mừng của Ngài. That your spirit man will arise. Để rồi con người thuộc linh sẽ dấy lên thưa Chúa. Because your holiness, your light shining upon them. Bởi vì có sự thánh khiết của Ngài, sự vinh quang của Ngài, ánh sáng của Ngài bày tỏ ở trên họ. Lord, if they raise up these young people. Chúa ơi, xin Ngài dấy lên những con người trẻ tuổi này. Under the anointing of the Holy Spirit. Ở dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh Ngài. They will be stronger, they will be better. Để rồi họ trở nên mạnh mẽ hơn, để rồi họ trở nên tốt đẹp hơn. Lord, I pray for the youth pastors. Con cầu nguyện cho người mục sư thanh niên. Father, give him the wisdoms and the anointing to lead these new people. Chúa ơi, xin Ngài ban cho bạn sự khôn ngoan và sự sức dầu để bạn có thể hướng dẫn những người bạn trẻ này. So Lord, this night, release your glory upon your people. Buổi tối ngày hôm nay, xin Ngài khai phóng sự vinh hiển của Ngài, vinh quang của Ngài trên những con người này. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. I come against all obstacles erected by the enemy. Con chống đối lại, con chống nghịch lại tất cả những rào cản, bất cả những cái điều gì ngăn trở của ma quỷ đối với những người bạn trẻ này. I tear down all the hindrances they face in your life. Con xé bỏ, con bẻ gãy hết tất cả những sự ngăn trở ở trong cuộc đời của các bạn trẻ này. Lord, release the anointing upon every one of them. Chúa ơi, xin Ngài hãy khai phóng sự sức dầu của Ngài ở trên từng mỗi một người ở trong vòng các anh chị em bạn trẻ này. That they will move in a new way. Để rồi các bạn trẻ này họ sẽ đi ở trong một cái sự tươi mới. They will know you in a new way. Họ sẽ biết Ngài theo một cách tươi mới.
Lord, release this holy fire upon them, Jesus. Chúa ơi, xin Ngài hãy khai phóng lửa Thánh Linh của Ngài ở trên những người bạn trẻ này. And I bless them. Hallelujah. In con chúc phước trên họ. Hallelujah. Thiên Chúa. Amen and amen. 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 I give the time back to you. Thank you, Sister Esther.